Hàng trăm mẫu băng đô đã cập nhật trên Shopee Tone Shop. Thỏa sức mua sắm với hàng ngàn ưu đãi mỗi ngày. Link gian hàng nằm ở dưới mô tả video. Lựa băng đô, lựa Tone Shop. Những kiểu tóc ngắn cá tính siêu sang chảnh. Một tóc ngắn thẳng. Bất cứ kiểu tóc ngắn nào cũng có khả năng giảm tuổi. Tuy nhiên, nếu bạn không chuộng hình ảnh quá trẻ trung, nữ tính và dễ thương thì hãy thử tóc ngắn thẳng cá tính. Cách tạo kiểu này đơn giản, gọn gàng, không cầu kỳ nhưng dễ dàng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sành điệu, quyến rũ. Dù không tẩy nhuộm thì tóc ngắn thẳng tự nhiên cũng khiến bạn trở nên vừa ma mị vừa chất ngầu. Đây chính là lý do vì sao mà trong khoảng 2 năm trở lại đây, chúng cực kỳ được săn đón. 2. Tóc ngắn layer dài chấm xương đòn. Muốn cắt tóc ngắn cá tính, sành điệu và hợp xu hướng thì chị em nhất định không được bỏ qua kiểu tỉa layer dài chấm xương đòn. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng, chất và hút mắt vô cùng, gợi ý này còn có khả năng làm thon mặt tròn, mặt to khá tốt. Ngoài ra, độ dài lý tưởng của tóc ngắn layer chấm xương đòn cũng giúp bạn khoe khéo bờ vai mảnh mai, xương quai xanh gợi cảm hay chiếc cổ thanh tú. Nếu vừa ý với lựa chọn này, chị em nên tham khảo thêm các phiên bản như tóc ngắn layer mái dài, tóc ngắn layer uốn nhẹ để tăng cường hiệu quả cải thiện khuôn mặt. Song nhớ lưu ý rằng, cả tóc ngắn lẫn tóc layer đều có yêu cầu nhất định về độ dày cũng như cần được chăm sóc thường xuyên. 3. Tóc ngắn nhuộm vàng kem. Bạn sở hữu mái tóc ngắn đã lâu, muốn làm mới diện mạo nhưng lại lười đổi kiểu tóc. Vậy thì hãy tham khảo ngay gợi ý nhuộm tóc vàng vừa sành điệu, cá tính vừa chen đi hết nốt sau đây. Ngoài tác dụng cộng điểm cho nhan sắc và khí chất, tóc vàng kem nhạt còn giúp chị em trông thời thượng và phong cách hơn hẳn. Bản thân màu nhuộm này cũng có khả năng biến tấu linh hoạt lại phù hợp với nhiều kiểu tóc nên chỉ cần ưng mắt là bạn có thể mạnh dạn thử. Tuy nhiên, nhờ tính đến cả tình huống tẩy tóc vì hầu hết các màu tóc sáng chỉ lên chuẩn khi chúng ta đã trải qua công đoạn này. 4. Tóc ngắn tomboy. Tóc tomboy ngắn trên vành tai có thể tôn lên đường nét tự nhiên của khuôn mặt đồng thời khiến cho cả nhan sắc lẫn phong cách của chị em thay đổi hoàn toàn. Vẻ đẹp cá tính, mạnh mẽ vượt ra khỏi mọi giới hạn của chúng không chỉ dễ gây ấn tượng mà còn đặc biệt hút ánh nhìn. Do đó, nếu bạn không ngại trải nghiệm và muốn sở hữu một kiểu tóc ít đụng hàng thì tuyệt đối đừng bỏ qua phiên bản này. Tóc ngắn là một trong những kiểu tóc mà bạn có thể diện hoài không chán, cắt đi cắt lại cũng không lỗi mốt. Nguyên nhân là bởi bên cạnh việc sở hữu nhiều phiên bản trẻ trung, sành điệu, chúng còn có khả năng biến hóa theo nhiều phong cách nhau. Nhờ đó mà cả cô nàng điệu đà lẫn cô nàng cuôn ngầu đều có thể tìm cho mình ít nhất một gợi ý phù hợp. Theo voh.com.vn, Tone Shop sưu tầm và tổng hợp.